Xin chào anh em. Hôm nay ngày 31 tháng 3 ngày cuối cùng, một ngày cuối cùng của tháng 3 nha anh. Em quay sơ lược tổng quát thấy xe có tại cửa hàng nha anh. Nói chung là nay xe về quá cho nhiều luôn nha anh. Em đi phớt phớt ngang rồi. Còn chi tiết xe xua thế nào đó, anh liên hệ số điện thoại em để phòng mô tả. Số điện thoại của 2.000 lính em để phòng mô tả đó. Xui ba nha anh. Xe cực chất nè. Đẹp lắm nè. Nè, cô bạc sơn zin nè. Bạc sơn zin. Giờ mà đầu bò nó nè. Suzuki K50 rất ít Alpha Vario Ablet Thái Suzutan Suzuki Viva. Xe còn rất là mới nha. Quay cho mình coi cái Viva này. Mới lắm. Quen 110 Thái Nô 4 đẹp Super Cup Custom Honda Dream 110 Super Dream 110 bản kỷ niệm 20 năm đó. Alex Việt FI máy chắc 24 triệu Alex 125 6 triệu. Màu quá là đẹp nha mày. Alex 125 24 triệu. Janus 20 triệu. Phu 2 18 triệu, Wenfa 17 triệu. Giá cho niên luôn, 21 triệu. 49 triệu. Xe chi F. Xe chi F 150. Winner 31 triệu Winner 29 triệu MSX 26 triệu Sachia cái này Raider đấy. Raider này không nhớ không lầm là nó nè. Đời 2019 2019 nha mà 2019 Raider 2019 xe đi 11.000 40 triệu nha mày. 40 triệu. Xe còn rất là đẹp. Suzuki Sport đời 98 đầu 25. Xe giấy hải quan chính ngạch. 142 triệu. Suzuki EN EN150A FI phun xăng điện tử 30 triệu Exciter 150 36 triệu đời 2019 mẫu LED Exciter 135 xe đẹp. Xe này là kêu là xém cọp, đối với mép là xém cọp chứ chưa có được cọp. Nói chung là còn khá đẹp. 28 triệu Novo 4 18 triệu Sam 7 Nova Grande SH125 giá cho điên đấy 55 triệu SH150 216 ổ khóa Smart Key 66 triệu SHMore 47 triệu NVX 28 triệu AG15 60 AG15 này nay bớt các bạn triệu đó 59 rồi. Sang nhớ ghi niên lại 59 triệu đó sao. Mùa Covid này bớt cái ít đỉnh nha anh. Honda Future Now Future 125 xe
đời 2019, đi 662 cây ha, đi chưa được 1000 cây, mới như cái thùng đây, quá mới. Lao chùa đi kỹ vậy. Quay anh pha. Quay anh pha 100 nha các bạn. Máy thị tầm hồ sưng. Không, không chìa hả? Thì nó quên nó gì rồi. Xe này có chìa không? Có, xe này có hả? Rồi, anh em coi xe nào được thì cứ chi tiết hình ảnh, giá cả, giấy tờ, các thứ thì để dưới phần mô tả. Mùa này thì vô mùa dịch thì thành ra bên công an các tỉnh họ cũng ngừng tiếp nhận hồ sơ nha mấy anh. Thành ra mình mua thì giờ xe sao cứ giữ nguyên hiện trạng vậy. Thì vấn đề mà rút nhập gì đó thì qua dịch rồi tính tiếp. Tại vì tình hình dịch bệnh mà ảnh hưởng chung hết nha mấy anh, ảnh hưởng tổng thể hết. Rồi đem đi đắng em, mà cửa hàng đắng em quay tiếp tục rồi đắng. Đắng bữa nay xe về cũng nhiều nha mấy anh. Honda quay GS mới chát nha mấy anh, rất là đẹp. Này khu neo lên UI, lên toàn bộ đồ hãng nha anh, nó không có đồ bậy bạ. Honda Fuji neo 2.8 41 triệu nha. Xe này dưỡng 4 con An Giang luôn. Đó. Này là 24 triệu nha, không bớt nha anh. Xe chắc lắm chứ không phải xe khơi khơi nha anh. Đồ là mua trong hát từ con ốc. Rất là đẹp. Hình dáng rất là đẹp. Trẻ trung năng động ha. Rồi tiếp tục chị đang cập nhật tiếp, anh em đợi nha. Rồi tiếp tục nha anh em. Này ZX, xe này máy riêng, áo thay mới, máy riêng êm, áo thay mới. Xe này bao hồ sơ cho anh em luôn 19 triệu. Này mới về đó, này winner nha. Rồi này mẫu cuối cùng của winner bỏ mẫu nha mình. Xe rất là đẹp. Chạy chưa tăng sơn nha. Mới lắm. Nãy xong cắt giấy cái gì ra đi. Xong cắt giấy ra đi. Sáng hôm nào điện hỏi xe rút mấy triệu vào. Công tự động này hôm qua nó chốt rồi phải không? Gửi 2 triệu à. Rồi xong liên hệ gửi xe. Coi liên hệ gửi xe cho anh em thì để quên. 150 nha mà. Xe này bữa nay bán 30 thôi. Xe còn đẹp lắm đó nha. Còn mấy con hạt này thì con 20 triệu rồi mà. Đó, bữa nay bán giá sập sàn luôn. Zin máy ấm hiểm luôn nha anh. Máy con rất là đẹp á, thấy đơn giản đâu. Con lỗ luôn. Cái này gây đơ xăng cơ. Gây đơ xăng cơ. Xe khá là đẹp nha anh. 28 triệu nha anh. Khu chờ. Con đau bờ lách. Quay anh pha 110. Này sao vậy? Mở keo qua hả?
nhiều luôn cái anh ơi. Về đầy nhóc quá trời nhiều xe rồi. Nè. Raider sân cơ cái này em anh. Cái chiếc khu này có hồ sơ rồi nè. Có hôm qua giờ hôm kia giờ rồi đó. Giá S 67 mấy con xe bo nha anh. Đi ô Sui 3 này chạy đắng cho anh. No 5 No 4 nuôi bốn nhà em là xe này, xe này máy chất lắm nha em anh. Xe máy cũng rất là ngon. Một chiếc 10 triệu xe máy là bao ngon. Silo mô tô ép dắt khu trời mười mấy triệu một chiếc nha anh. FI mâm đĩa quyền pha màu xanh ngọc. Quay mỗi tay nha mày, quá trời xe luôn. Ủa ngày sáng sao không đi lấy đồ đó vậy được không? Rồi quá trời xe rồi. Anh em để ý được xe nào làm ơn liên hệ dùm số điện thoại với phần mô tả nha anh. Chứ bây giờ nhiều quá trời quay chi tiết quay không nổi nha anh. Coi ưng xe nào đó thì liên hệ số điện thoại em để phần mô tả đó. Rồi mấy em gửi hình ảnh chi tiết cái video gì đó các thứ đó. Báo giá cụ thể luôn cho anh hết luôn. Xe nhiều quá rồi không quay hết nổi chi tiết nha anh. Elizabeth 7 triệu. Giờ nút SCR, đó là SCR đó. Dẫn 2 thì rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nha anh em. Xin chào anh em.